Rau là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Trung bình, mỗi gia đình tiêu thụ khoảng 1,8 kg rau một ngày, bao gồm rau ăn lá và rau củ quả. Rau có mặt ở mọi nơi, từ chợ truyền thống, cửa hàng rau sạch cho đến siêu thị. Nhưng rau có thực sự an toàn hay không? Đến nay, đó vẫn là một câu hỏi lớn đối với người tiêu dùng. Nhất là những năm trở lại đây, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Trong đó, chất lượng rau sạch cũng là điểm nóng, khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang, mất niềm tin. Nhằm xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng, chúng tôi nghiên cứu và cho ra đời chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và con tem truy xuất nguồn gốc điện tử Foodtray. Theo đó, mỗi sản phẩm sẽ được gắn một con tem chứa một mã duy nhất phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc. Cụ thể như, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin lịch sử canh tác theo từng giai đoạn khác nhau thông qua những cập nhật từ người nông dân. Từ giai đoạn gieo hạt, canh tác, bón phân cho đến thời điểm thu hoạch, tất cả thông tin này đều được số hóa và ghi nhận vào hệ thống Foodtray. Để đảm bảo tuyệt đối về chất lượng sản phẩm cũng như mức độ chính xác của các thông tin truy xuất, Foodtray yêu cầu các đơn vị tham gia tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy trình từ hoạt động canh tác, sơ chế, đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc đến kiểm duyệt chất lượng trước khi đem đi tiêu thụ và phân phối. Foodtray cung cấp thông tin đầy đủ về các đơn vị tham gia trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bao gồm các đơn vị sản xuất, sơ chế, đóng gói, đơn vị vận chuyển và hệ thống siêu thị phân phối. Còn gì phải lo nữa, nếu thông tin về từng khâu trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được cung cấp một cách công khai và minh bạch tới người tiêu dùng. Vì sức khỏe cộng đồng, Foodtray đang dần hoàn thiện giải pháp chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và tem truy xuất nguồn gốc điện tử. Trong đó, thông tin sản xuất và phân phối do chính những đơn vị tham gia chuỗi cung ứng cung cấp và chịu trách nhiệm. Thông qua tem truy xuất nguồn gốc của Foodtray, người tiêu dùng có thể tra cứu ngược thông tin sản phẩm, chi tiết các công đoạn trong chuỗi cung ứng để yên tâm về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm đó. Hãy cùng chúng tôi hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và tạo ra những bữa ăn an toàn cho mọi gia đình. Foodtray, vì sức khỏe cộng đồng.